chúng ta sẽ có các danh từ. Ở đây nó có danh từ achet là ông bố, brat là em trai, uchichen là thầy giáo, papa là bố, mama là mẹ, chúa cha là bà cô, dada là ông chú, deutsch là cô con gái đấy. À thế thì khi mà chúng ta muốn nói rằng là bố tôi tên là Victor chẳng hạn, thì chúng ta phải nói nó ở cách 4. Đây là cách 1 đấy. Cho nên chúng ta là bắt buộc phải nói nó ở cách 4. À, ở cách 4 thì nó sẽ có cái dạng thức như thế nào? Ta, cách 4, cách 4. Đấy, à, vột. À, ở đây, chúng ta sẽ có cái dạng thức ở cách 4 ở đây. Vột tạc, đấy. Ta, đây là cách 1. Đây là cách 4. Cách 4. Vột. À, achet. Khi sang cách 4, achet là dạng nguyên bản của nó. Như ở trong từ điển thì chúng ta gọi là cách 1. Achet khi sang cách 4 sẽ thành atsa. Atsa. Đó. Brat khi sang cách 4 sẽ thành bratta. À chúng ta nhìn thấy nó thêm cái đuôi gì đằng sau nào? Đuôi a đấy. Achet thành atsa. Brat, bratta. Uchichen thành uchichenla. Uchichenla. Đó. À thế vậy, đó là các danh từ. Chúng ta nhìn thấy là danh từ đặc trưng của giống đực. Đó, thế nào là danh từ đặc trưng của giống đực? Danh từ mà tận cùng bằng một phụ âm đấy, hoặc là danh từ tận cùng bằng một dấu mềm. Đó. À thế như vậy là gì? Đối với các danh từ đặc trưng của giống đực thì chúng ta sẽ thêm đuôi a. Đối với danh từ mà có dấu mềm ở tận cùng thì chúng ta sẽ thêm đuôi ia. Yeah. Đấy, đó. À thế bây giờ em sẽ nói nè. Môi là của tôi, khi sang cách 4 sẽ thành mai vô. À em sẽ nói là bố tôi tên là Victor. Em nói thử nè. Bố tôi mai vô giả vô atsa. Đấy, mai vô atsa. Mai vô là của tôi thôi đấy. Mai vô là của tôi đấy. À achet thì em phải không nói achet, em sẽ nói là atsa đấy. Mai vô atsa. Em nói nè, mai vô atsa. Mày vô atsa. Zavut. Zavut. À đây có Zavut đây đấy. Zavut. Zavut tên là Victor. Victor. Đấy. Mày vô atsa. Zavut Victor. Đấy. Đó. À vấn đề ở chỗ là như thế nào? À vấn đề ở chỗ là thầy giáo đánh giá là em nhận thức nhanh hơn đấy. Cho nên là thầy giáo nói tắt nhiều hơn đấy. À thầy giáo không giải thích dài dòng như là đối với các bạn mà mới làm quen với tiếng Nga lần đầu đấy. Đó cho nên là chúng ta sẽ chơi kiểu hơi hắc não một chút đấy. Đó vừa là gì, vừa là giải thích và vừa là thực hiện theo cái phương pháp gọi là phương pháp, chúng ta là phương pháp hắc não, tức là gì, chúng ta ấn từ vào trong đầu đấy. Đó thế vậy thì chúng ta chỉ cần hiểu rằng gì, cái phương pháp đó nó thể hiện ở chỗ nào. Chúng ta không cần chúng ta chỉ cần hiểu là gì, không được dùng achet, phải dùng là atsa. Thế còn tại sao nó là atsa thì nó chưa giải thích cho em biết đấy. Đó mà chúng ta chỉ nhớ rằng là đây là một danh từ đặc trưng của giống đực, nó tận cùng một phụ âm thì chúng ta thêm a đằng sau đấy. Mà khi thêm a đằng sau thì sẽ thành chữ sờ này cộng với a thành đọc là sa đấy. Thế còn cái chữ ye này nó biến đi đâu mất thì nó chưa giải thích, em chỉ cần nói là atsa. May vô atsa zavut Victor. À thế bây giờ em nói câu là em trai tôi tên là Andre. Моего брата зовут Андрей. À đúng rồi đấy. À thế cái này thì rõ rồi đấy. Cái này là gì nào? Brat là tận cùng bằng một phụ âm, khi sang cách 4 sẽ là brata, là thêm a vào đấy. Brata. Моего брата. Brata. Trọng âm nó rơi vào đấy đấy. Моего брата зовут. À зовут là tên là Андрей đấy. Đó. Thế bây giờ em nói là thầy giáo của tôi tên là Anton. Моего учителя зовут Антон. Да, đó. Đấy. À thế thì chúng ta có từ учитель. Учитель là thầy giáo ở cách 1 đấy. Учитель. Đó. Thế và khi sang cách 4 thì chúng ta chỉ cần biết rằng là gì nào? Nếu cách 1 có đuôi giống đực mà có dấu mềm thì sang cách 4 sẽ thêm ya. Thêm ya đấy. Đó. Thế và учитель sẽ thành là учитель. Учитель. Đấy.
Đó. À, thì giáo cũng chưa giải thích tại sao đây là A và đây nó là Ia. Đấy. À, chỉ cần biết chúng ta chưa kể hắc não là gì, ấn vào đầu mình cái chữ Uchi-chin-le. À, thế còn nó là cái gì chúng ta sẽ giải thích sau nó. Đấy. Thế vậy thì chúng ta bây giờ muốn nói là thầy giáo của tôi tên là Anton, chúng ta sẽ nói Mayavo Chichinla Zavut Anton. Đấy, đó. À, thế như vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem là các danh từ gì? À, đó là các danh từ giống đực đấy. À, đó là các danh từ giống đực. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một danh các danh từ giống cái. Đối với các danh từ giống cái nó sẽ như thế nào? À, chúng ta có danh từ giống cái mà má. Đấy. Chùa chá. Dạ chá. À, đó. Bây giờ mình danh từ giống cái mà má. Khi chúng ta nói vào trong câu là mẹ tôi tên là gì? À, chúng ta không nói là môi mà mà. Môi là đi với cái danh từ giống đực đúng không nào? Phải là gì? Mày giá mà mà. Đấy. Mày giá mà mà. À, thế nhưng mà khi mà đi vào cái 4 nó trở thành là mày yú mà mu. À, em nhìn thấy đây là mày yú. À, mày vô thì đi với các danh từ giống cái. Yi vô có chữ yi vô. À, còn mày yú đi với các danh từ giống. À, xin lỗi, mày vô là đi với các danh từ giống đực đấy. À, mai yu đi với các danh từ giống cái đấy. Mai yu mà mu ra vụt anna đấy. À, đó. Nếu mà chua cha thì sao? Chua cha là đây là đuôi ya. À, khi sang cách 4 sẽ là thành chua chiu. Chua chiu. Mai yu chua chiu ra vụt maria đấy. À, đó. À, thế thì ở đây à, chúng ta thấy có động từ nếu mà đuôi a, đuôi a thì nó thành đuôi u đấy. Nếu mà đuôi ia, đuôi ia thì nó thành là đuôi iu, iu đấy. Được chưa? Đấy. À, đó. Thế quay trở lại luôn à, với danh từ papa. Tại sao thầy giáo nãy chưa nói? Bởi vì danh từ này có đuôi giống cái đấy. À, đuôi a là đuôi giống cái. Vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà danh từ giống cái có đuôi a thì biến thành đuôi u. Vậy thì danh từ papa là danh từ giống đực. Bởi vì sao? Nó chỉ người đàn ông. Nhưng mà nó lại có danh từ có đuôi giống cái. Cho nên là à, nó sẽ biến đổi giống danh từ giống cái đấy. À, nó thành papa papu đấy. Papa papu otaku đấy. Ta khrasho. À, thế bây giờ em nói nè. À, thế nhưng mà gì? Nếu mà papa thành papu, thế nhưng mà đại từ sở hữu đi với nó thì vẫn phải biến đổi như danh từ giống đực. Em hiểu chưa? À, lúc đó chúng ta sẽ phải nói, nếu như muốn nói là bố tôi tên là Victor thì chúng ta không thể nói mayu papu, bởi vì sao? Papa là giống đực đấy. Chúng ta phải nói là mayuvo papu zavut Victor đấy. Đó. À, bây giờ em nói nào. Bố tôi tên là Victor. Mayuvo papu zavut Victor. Đã. Thế bây giờ em nói mẹ tôi tên là Anna. Mayu mamu zavut Anna. À, cái cô tôi tên là chưa à, cô tôi tên là Maria. Mayo à, Mayu zavut Mayu chua chiu cha chua chiu Maria. Mayu chua chiu zavut Maria. À, thế ở đây chúng ta nhìn thấy cái gì nào? Mà à, danh từ chua cha về phát âm nó khá na ná giống danh từ dia dia. Nhưng mà chua cha thì chỉ bà cô, dia dia chỉ ông chú đấy. Dạ, dạ, đấy. Thế vậy thì à, nó có cái xuất xứ giống nhau. À, chua chá, dạ, dạ, tức là gì ở cách 1 giống nhau nè. Đấy. Thì vậy thì cách 4 nó cũng biến đổi giống nhau. Đấy. À, đó. À, cách 4 sẽ là gì? Dạ, dịu. Nhưng mà do dạ, dạ là chỉ ông chú cho nên nó là danh từ giống đực. Đấy. À, vậy thì em nhìn thấy cái đường nối này nó nối lên đây. Đấy. Nối lên mayavo chứ không phải là mayu. Đúng không? Dạ, dạ thì phải là mayavo. Đấy. Đó, thế vậy thì em nói là chú tôi tên là Anton. Mày gu. Dạ chú. Dạ chú. Zavut Anton đấy. Mày vu dạ chú Zavut Anton đấy. À, thế tiếp theo nè. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã có khái niệm là gì nào? Nếu danh từ giống đực thì thêm a. Danh từ giống đực có thể thêm đuôi ia nếu là dấu mềm đấy. À, danh từ giống cái thì sẽ chuyển a thành u. À, nếu có đuôi ia thì sẽ chuyển thành đuôi iu đấy. À, nhưng mà có một cái số cái danh từ chúng ta sẽ có một số cái danh từ mà nó lại kết thúc giống cái nhưng mà nó kết thúc bằng phụ âm đấy. À, danh từ giống cái kết thúc bằng phụ âm đó là danh từ doge
là cô con gái đấy. Mach là bà mẹ đấy. Doch à kết thúc bằng bằng phụ âm này. Mach kết thúc bằng phụ âm đấy. Thì những cái danh từ này chúng ta sẽ có lý thuyết như sau. Nếu danh từ giống cái mà kết thúc bằng phụ âm thì khi chuyển sang cách 4 số ít nó không biến đổi. Đấy. À đó có nghĩa là gì nào? Doch ở đây là cách 1. Thì khi mà sang cách 4 thì nó vẫn là Doch đấy. À đó. Vậy tương tự như vậy sẽ có từ match. À chúng ta sẽ có danh từ match. Match là ở cách 1 đấy. À match. Thì khi sang cách 4 nó cũng vẫn là match, nó không thay đổi đấy. Đó. À đó là cái điều kiện rất tốt chúng ta không cần phải suy nghĩ gì cả. Vậy thì bây giờ em nói nào. Mẹ tôi tên là Anna. Mayu match. Match. À đây chúng ta có từ match đấy. Match cũng là bà mẹ đấy. Mamu là chúng ta gọi mẹ ở nhà đấy. À ở nhà chúng ta gọi là mẹ ơi đấy. À đó chúng ta gọi mam đấy. Thế còn trong giấy tờ khai sinh của em thì mẹ là ai, người ta sẽ dùng từ match đấy. Match đấy. Đó, đó là cái từ chính thức mà người ta dùng trong giấy tờ. Thế còn cái từ mama chỉ là cái văn nói thôi, chúng ta nói ở ở nhà thôi đấy. Em hiểu chưa? Thế vậy thì khi đó chúng ta phải nói là gì nào? Mayu mamu à mayu match. Mayu match zabut Anna đấy. Đấy. À đó. Thế bây giờ em nói là cô con gái của tôi tên là Natasha. Mayu Doch. Doch. Zabut. Natasha. Đấy. À đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta thấy là gì nào? À những cái danh từ này chúng ta biết rồi. Đấy. À bây giờ chúng ta sẽ làm một loạt những danh từ ở bên đây. Ở cách 1 để sau đó thì em sẽ phải có nhiệm vụ chuyển nó sang cách 4. Đấy. Rashok. Đấy. Đó, chúng ta sẽ có các danh từ như thế này. À bây giờ chúng ta sẽ có danh từ Dieduska là ông, Babushka là bà, Vnuk là cháu, cháu trai, Vnuchka là cháu gái, Plemyannik cũng là cháu trai nhưng mà cháu của cô chú, Plemyannitsa là cháu gái, Sasiet là ông hàng xóm, Sasietka là cô hàng xóm đấy. À đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi nào. À bây giờ em sẽ nói câu là ông tôi tên là Victor. Моего дедушку зовут Виктор. Да? Виктор. Виктор, да? Ба той тен ла Мария. Мою бабушку зовут Мария. А, так, хорошо. Мою бабушку зовут Мария, да? А, чао чай ко той тен ла Антон. Моего внука зовут Антон. Антон, да? À, cháu gái của tôi tên là Natasha. À, Mayu, Mayu, Vnuchku. 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 Zavut. Anna. À, Natasha. Natasha. Да. Mayu vnuchku zavut Natasha. À, cháu trai của tôi, à, cháu trai gọi bằng chú của tôi tên là Andrei. À, моего племянника зовут Андрей. Да, моего племянника зовут Андрей. А, thì cháu gái của tôi tên là Anna. Мою племянницу. Племянницу зовут Анна. Зовут Анна. Да. А, thì ông hàng xóm nhà tôi tên là Виктор. Моего соседа. Соседа зовут Виктор. Виктор, да? А, cô hàng xóm nhà tôi tên là Natasha. Мою соседку зовут Наташа. À, да, ну хорошо. À, thế như vậy là vừa rồi em biến đổi hoàn toàn đúng đấy. Thế vậy thì để làm gì nào? À, để à, có thể là nói nhuần nhuyễn thì lúc đó chúng ta sẽ phải là rèn luyện nhiều hơn đấy. Rèn luyện nhiều hơn để làm gì? Để cho nó quen, chúng ta nói cho nó quen thôi đấy. Đó. Thế mà nếu mà nghe em nói như thế này đấy, à, người ngoài người ta sẽ bảo là ú thằng này nó biết tiếng Nga mà nó giả vờ hay sao ấy đấy đó. Thế mà đúng có cảm tưởng như vậy thật đấy, cảm tưởng rằng là em biết tiếng Nga rất tốt đấy. Thế nhưng mà trên thực tế là gì, là à, em nói còn chập chững, à, phát hiện ra là em nói chưa vững, à, là còn chập chững, thì như vậy khẳng định rằng là cái việc mà em biết tiếng Nga một cách nhuần nhuyễn là chưa có đấy. À, vậy thì chúng ta sẽ làm cái việc là gì nào? Chủ yếu chúng ta sẽ đưa dữ liệu ra và để cho em nói đi nói lại cho nó quen đấy. Thế còn việc em tiếp thu như vậy là rất là tốt. Ta хорошо. À tiếp theo nào. À bây giờ đến đây chúng ta sẽ có từ профессия. Профессия. À từ này có nghĩa là nghề nghiệp đấy.
Lưu ý cái từ профессия có hai chữ S. Профессия. Профессия. Đấy. Đó. À, đây là danh từ giống được hay giống cái? Giống cái. À, danh từ giống cái. Bởi vì sao? Có đuôi ia. Đấy. Danh từ chỉ bất động vật mà có đuôi a hoặc là đuôi ia thì là danh từ giống cái. Đấy. Đó. À, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một một ông cụ đây. À, mặc bộ đồ lính thủy đúng không nào? Đấy. À, chúng ta sẽ hỏi ông kto vy? Ông là ai? Ông ta trả lời: Я моряк. Моряк. À, có nghĩa tôi là thủy thủ. Cái từ моряк nó xuất phát từ cái từ море. More là biển đấy. More. Cái từ more. More đấy. À đó. More là biển. Tak. Вот так вот đấy. À tak. À như vậy là xuất phát từ đây chúng ta nhìn thấy cái từ nó có cái gốc more đấy. More và đây có từ моряк. Моряк. À thay vì chúng ta nhìn thấy là ở đây có một cái đuôi yak. Cái từ yak là một trong những cái đuôi từ dùng để cấu tạo chỉ người đấy. À cái thầy nói thầy giáo nói cái câu này cho em để chúng ta sẽ ghi nhớ về sau đấy. À, ghi nhớ về sau khi chúng ta cần phải học, khi em học nâng cao lên đến trình độ ví dụ B2 chẳng hạn đấy, lúc đó thì người ta sẽ nghiên cứu đến những cái cách cấu tạo từ đấy. À, C1 B2 C1 lúc đó là sẽ cách cấu tạo tạo từ thì sẽ có những cái đuôi từ như thế nào thì là tính từ, đuôi từ như thế nào thì là danh từ vân vân đấy. Đó. Đây chúng ta nhìn thấy một đuôi là đuôi yak. Yak. Моряк. Моряк, да? Моряк. А, em đọc nào. Моряк. 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 Кто вы? Я моряк. Em đọc cả câu liền. Кто вы? Я моряк. Кто вы? Я моряк. Да, chúng ta có từ mới. Artist. Artist. Có chữ st. Artist có nghĩa là nghệ sĩ đấy. Em đọc nào. Artist. Artist. Artist đấy. À, artist là một người nghệ sĩ. Кто он? Ông ấy là ai? Он артист. Он артист. Он артист. À, кто он? Он артист. À, đó em nói nè. Кто он? Он артист. Кто он? Он артист. Да. А кто она? Cô ấy là ai? Кто она? Она инженер. Инженер. Cô ấy là kỹ sư. Em đọc nè. Кто она? Она инженер. Кто она? Она инженер. À, она инженер. Так хорошо. À, thế như vậy là trong khi giao tiếp người ta sẽ hỏi cụ thể như thế nào. Кто это? Кто это? Это мой друг. À, thì giáo sẽ hỏi em. À, ví dụ có một bức ảnh đấy. À, một bức ảnh một người ngồi đây đấy. À, giáo hỏi em. Кто это? Это мой друг. Кто он? Ông ấy là ai? Он студент. Đấy. À, đó. À, thế bây giờ hỏi. Ví dụ câu ở bên này. À, так. Кто это? Это моя мама. А кто она? À, đây là ai? Đây là mẹ tôi. Кто она? Cô ấy, à, bà ấy làm nghề gì? Кто она? Là bà ấy làm nghề gì? Đấy. À, кто она? À, она медсестра. Đấy. Thế có nghĩa là đó là cái câu hỏi về nghề nghiệp. Đấy. À, để thực hành chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau xem hai bức hình này. Đấy. Thì giáo sẽ hỏi em và em sẽ thử này. À, ở đây có anh chàng tên là Сергей. Anh ấy tên là Сергей. Nghề của anh là gì? Journalist. Journalist. Là anh ấy là nhà báo đấy, là phóng viên. À, em phát âm từ này nào. Journalist. Journalist. Đã, journalist đấy. Journalist. Так. À, anh chàng bên này là có nghề là gì? Музыкант. Музыкант. Em nói nào. Музыкант. 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 À, có âm tờ cuối đấy. Музыкант. Và tên của anh ta là Пётр. Пётр đấy. Em nói nè. Пётр. Музыкант. 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 À, anh chàng này tên là Сергей. Em nói là Сергей. 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 Да. Журналист. Журналист. Да. Я хочу вам не. Кто это? Это Сергей. Это Сергей. Кто он? Он журналист. Он журналист, да? А, tiếp кто это? Это Пётр. Это Пётр. А кто он? Он музыкант. Он музыкант, да?
À, он музыкант. Так, хорошо. À, có lẽ em là cái học sinh duy nhất mà khi mà thầy giáo nói những cái từ này cái em nói lại được ngay lập tức đấy. À, đó là điều rất là thú vị. À, đấy. Ồ, thế còn lại các bạn khác nhỉ? Cái từ journalist đấy. À, có khi phải nói mãi mới được đấy. Đó. À, đó. Tác vụt. À, хорошо. À, chúng ta sẽ học tiếp nào. À, chúng ta có hình ảnh đây là một cô gái đấy. À, cô gái. Cô ấy tên là Nina. Nina. Và cô ấy là stewardess. Stewardess đấy, đó thì giáo phiên âm này cho các bạn là khó đọc các bạn sẽ đọc đấy. Stewardess, stewardess đấy. Tạc. À còn anh chàng bên này, đó là anh chàng tên là Genius, Genius đấy, Genius. À và nghề của anh ta là Power, Power đấy, Power. Tạc, хорошо. À bây giờ chúng ta sẽ hỏi nào. Кто это? Это Нина. Это Нина. Кто она? Она стюардесса. À đó à, chúng ta có cái từ cái âm đ đ đ à, âm đ đây là âm đ cứng đấy, bởi vì sao cái từ này không phải là từ của Nga cho nên nó đọc là stewardess, stewardess đấy. À đó, stewardess, chúng ta không đọc mềm cái âm này đấy. À, chúng ta không đọc là stewardess, là stewardess. Em nói nào, stewardess Стюардесса. là stewardess, stewardess đấy. Stewardess. Так, хорошо. Кто это? Это Денис. Это Денис. Кто он? Он повар. Он повар. Кто это? Это Нина. Это Нина. Кто она? Она стюардесса. Да, она стюардесса. Да? А, да, так, хорошо. А, tiếp theo nào. Так, à, ở đây chúng ta có hai bức hình. Bức hình thứ nhất có cô gái tên là Yan. Không phải Anna mà Yan. Đấy. Anna phơ tơ ma đèn. À đây cũng có âm cứng đấy, đèn phơ tơ ma đèn, phơ tơ ma đèn đấy. Đó. À, anh chàng này tên là Andre, Andre. À, anh ta là художник là họa sĩ đấy. À thế bây giờ thầy giáo sẽ hỏi em кто это? Это Это Яна. À, кто она? Она фотомодель. À, phơ tơ ma đèn. Madeli, Madeli, Anna phụ tử Madeli, Anna phụ tử Madeli, em nói lại nào, Anna phụ tử Madeli, à phụ tử Madeli đấy, à thì bây giờ phát âm cái chữ L và có dấu mềm như thế nào đấy, à cái việc phát âm tiếng Nga của em rất là tuyệt vời đấy, à thế nhưng mà à, chúng ta cần lưu ý là gì, nó có cái âm L đặc trưng, L dấu mềm đặc trưng của người Nga đấy, à người Nga nói là gì, L và gần như là khi chúng ta phát âm âm i l i đọc là li 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 đấy, thế nhưng mà chúng ta không phát âm cái chữ i đó mà chúng ta chỉ để lưỡi vào vị trí phát âm chữ i đó thôi đấy, đó l, li, li. À muốn muốn như vậy thì bây giờ em sẽ thử phát âm chữ l này. À cái việc phát âm của em à, muốn nó hoàn hảo em có thể phát âm hoàn hảo như là người Nga luôn đấy. Đó bởi vì sao là em đã phát âm tất cả từ trước từ từ khi học bài 1 đến giờ là mình đã phát hiện ra như vậy đó. À em chỉ cần hoàn hảo nốt cái chữ L này đấy. Chữ L này em nói là L và gần như để lưỡi phát âm chữ ly. À có nghĩa là cái đầu lưỡi của em phải chạm vào cái chân của hàm răng, chân hàm răng cửa đấy. Đó. À em nói l, l, hơi thè đầu lưỡi ra một chút đấy. Để chạm nhẹ cái đầu lưỡi vào cái chân răng của hàm trên em nói lê lê lê, em nói thử này lê lê, nhớ nhé là gì nào, đầu lưỡi chạm nhẹ vào chân của hàm răng cửa phía trên đấy đó. À em nói đèn lê, đèn lê, đèn lê, đèn lê đấy. À phơ tơ ma đèn lê, phơ tơ ma đèn lê, em nói phơ tơ ma đèn lê, phơ tơ ma đèn, à đèn lê, đèn lê. automatel À đó đó, đến đến cuối cùng thì em nói đúng đấy, đèn đấy. À thì giáo sẽ nói thêm viết thêm một từ nữa để em đọc thử nhé. À cồn cồn cồn, em nói cồn cồn cồn, gần như là cô ly đấy, đúng là đấy, cồn cồn đấy đó. cồn À không nói ly, em không nói ly nhé, em chỉ nói cồn cồn và để lưỡi vào vị trí phát âm chữ chữ y đấy, cồn đấy. Poli, 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 rali, Poli, rali,
Жаль. Жаль. Đó. Em nói nè. Жаль. 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 Đấy. À đó. Cái từ жаль này phát âm rất là khó đấy. À vừa phát âm chữ R nặng. Đấy. Vừa vừa phát âm chữ L mềm đấy. Đó. À thế như vậy thì. À sẽ nói cái từ này nhé. Skolik. Skolik. Em nói skolik. Skolik. Да, сколько? Полика. 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 Полика, да? Gần như là полика, đấy. Thế nhưng mà cái chữ y đó chúng ta không nói. Полика, полика, сколько, сколько. Em nói сколько. Полика. Сколько? 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 Сколько, да? Жаль. 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 À, жаль, đấy. À, nếu em nói жаль là bị cứng lưỡi đấy, cứng chữ L cứng rồi đấy. Em nói жаль, жаль, как жаль, đấy, как жаль, đấy. Đó. À, thế như vậy là ở đây chúng ta có ba cái từ này nhé. À, ba cái từ này. Так. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem Google dịch nó phát âm như thế nào nhé. Đó. À, tai nghe của em rất tốt cho nên là gì? Em cố gắng nghe rất nhiều lần ở trong dùng ngay Google dịch, không phải nghe đâu cả đấy. Polka. 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 Đấy. À thế thầy giáo nói với em là gì nào? Em để lưỡi vị trí phát âm chữ ly, nhưng mà em hoàn toàn không nói chữ ly đó. Nhưng trong quá trình khi em luyện tập ý, thì em có thể nói polka. Polka đấy. Sau đó người ta nói nhanh lên đấy. Polka. 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 À thế bây giờ ta sẽ bỏ cái chữ, bỏ cái dấu mềm xem nó phát âm như thế nào. Đấy. Polka. À đấy polka đấy. À polka. Nhưng mà có từ polka, có thêm từ polka đấy. Có thêm một từ nữa là từ polka đấy. Polka đấy. Đó. À, polka này có nghĩa là cái giá sách đấy. À, là cái giá sách. Nó phát âm polka đây là hoàn toàn không đúng đấy. Polka. Đây phải nói polka. Polka đấy. Polka trọng âm nó nhìn rơi vào đây mà đấy. Đó thì chứ nào đấy. Đó. Thế vậy thì qua đấy chúng ta nhìn thấy là cái sự khác nhau đấy. Đó. Nên ta cứ xem cái từ xem từ skolika. Skolika đấy. À tak. Skolika. Skolika. À đó, cái từ này là rõ nhất đấy. Skolika. Сколько? 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 Đấy, đó. À thế cho nên là đó là cái cách mà chúng ta rèn luyện cái chữ L và dấu mềm này, và em đặc biệt là phải rèn luyện cái âm đó. Bởi vì sao? Em phải nói cái âm này thật hay thì lúc đó cái tiếng Nga của em sẽ hoàn hảo như người Nga luôn, đấy. Như người Nga bản địa luôn, đúng không nào? Đấy, tất cả các âm khác em đều phát âm rất tốt. Đó. Vậy thì cái người Việt Nam chúng ta là không nói được chữ L mềm này, thế cho nên là đại đa số là các em nói chữ L này thành L cứng đấy. À, cho nên nghe tiếng Nga nó không hay. Tác vụt хорошо. À thế như vậy là gì? À đến đây chúng ta sẽ chuyển sang cái hình ảnh bên này đấy. Hình ảnh bên này của chúng ta đó là anh chàng Andre. À chúng ta sẽ hỏi кто это? Это? Это Андрей. Андрей. Это Андрей. Да, это Андрей. Кто он? Он художник. Он художник. Кто это? Это Яна. Это Яна. Кто она? Она фотомодель. Она фотомодель. Да? Фотомодель. Đó. Em nói thành фотомодель. Да? À, là chữ L cứng. Em nói фотомодель. Фотомодель. Да? Nghe nó hơi bẹt ra một chút. Да? Em hiểu chưa? Фотомодель. À, khi chúng ta nói L và dấu mềm này, thì cái khóe miệng của chúng ta nó sẽ rộng sang hai bên. Да? Nghe cái âm nó hơi bẹt ra một chút. Да? À, фотомодель. Да? Đó. Ta хорошо. À, nói chung thế là cũng khá ổn rồi. À, nếu mà em phát âm chữ L có dấu mềm hoàn hảo nữa thì nó sẽ trở thành rất hay đấy. Ta хорошо. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái cách chào hỏi. À, cái chào hỏi. À, khi chào hỏi thì người ta sẽ nói как дела? Đấy, как дела? À, đó. À, chúng ta sẽ có câu trả lời прекрасно. Em nói nào. Как дела? Прекрасно. Прекрасно. Đấy, trước chúng ta nói rồi đấy. Как дела? Хорошо. Хорошо. Đấy. Как дела? Нормально. Нормально. Đó, đấy nhá. À, có L mềm này đấy. Нормально. Đấy. À, как дела? Нормально. Đấy. Нормально. Да, как дела? Ничего. Ничего. Đấy. À, как дела? Плохо. Плохо. Đấy. À, thế như vậy là đối với người Nga đấy. À, thông thường thì người ta hay nói là gì? À, ну прекрасно, да? Хорошо. Нормально. Нормально là nói thông thường nhất đấy. Как дела? Нормально. Và ничего là
là đại đa số người ta hay dùng cái từ này đấy, có nghĩa là ничего đấy. Cuộc sống của người ta có cảm tưởng như lúc nào nó cũng hơi ảm đạm một chút, cho nên là người ta nói gì, có nghĩa là nó ничего đấy, nó tạp vật. Đó. Thế vậy thì đến đây thì chúng ta đã xem cái cách người ta hỏi thăm nhau đấy. Thế bây giờ tại sao người Nga người ta nói có nghĩa là ничего đấy, ничего. Thế vậy thì lúc nào người ta cũng nói ничего như vậy, thì đâm ra là người ta đẻ ra luôn một cái câu hỏi khác, как ваше ничего, как ваше ничего. Thế nhiều người bảo thế thấy cái các ваше ничего nó là cái gì vậy? Chẳng qua là người ta cứ nói là gì, lúc nào hỏi thì cũng bị trả lời là ничего, как дела, ничего, как дела, ничего. Thế người ta hỏi luôn, ну как ваше ничего, đấy. Thế cái ничего của bạn thế nào rồi? Ну ничего так, ничего, đấy. Đó, ничего vẫn là ничего, ну так себе, так себе, đấy. Đó. Thế như vậy hóa ra cái câu hỏi này là gì? Nó vẫn là cái câu các nhất là em chết đấy. Các vấn sinh như kiểu vẫn là cái câu các nhất là, nhưng người ta sẽ trả lời như thế nào nè? Nú tác si bê, nú tác si bê đấy. Nú tác si bê cũng thế thôi. Nói chung là chả có chuyện gì cả đấy. Đó. Hoặc là tác sự khá số đấy. Hoặc là nó là câu hỏi vui cho nên người ta chỉ cười đấy. Đó. Thế là xong. Đó. Thế như vậy là giải thích cho em cái hiện tượng ở trong tiếng Nga, tại sao người ta hỏi các ваше ничего xuất phát từ đâu mà có cái câu đó đấy. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ xem phụ âm sha. Phụ âm sha là một phụ âm mềm đấy. Chúng ta đã biết phụ âm sha. Chúng ta nghe nào, phụ âm sha, đây là sha. Đó. Thế và ở bên cạnh này là phụ âm có cái dấu móc này đấy, sha 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 shu shu. Gần như có siu đấy, she she. Nếu bên này phụ âm cứng này thì nó là e, she sha shu she, sha shu she, shu. Bên này là shu shu shu. Đây đọc là ư, y đọc là ư. Khi có cái móc này thì nó đọc mềm đi là thành shi shu shi, shu shu. Đây là show, show cứng đấy, ô cứng. Đây là show, yêu, show đấy. Đó. Đây là gì nào? Xia, xiu, xie, xi, xia, xi, xiu, xie. Đấy, đó. Thế bây giờ cái phần phát âm này thì sẽ không bắt em đọc, mà hy vọng là em nghe được rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nói luôn vật từ. Chúng ta có từ xúc cả. Nói nào. Shuka. Đây là gì? Không phải shuk nữa là shuk. Yu. Shuka. Shuka. Đúng rồi đấy. Lần này em nói là đúng đấy. Đó, chúng ta sẽ biết ở đây nhé. Shuka đấy. Xem Google nó phát âm như thế nào đấy. Shuka. Đó, shuka. 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 Đó thì chứ nào. Shuka. Shuka. Shuka đấy. Nếu mà đây là phụ âm sh thì nó sẽ đọc như thế nào? Nó đọc cứng luôn đấy. Shuka. Shuka đấy. Shuka. Đó. Đó, đây là gì? Shuka đấy. Shuka. 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 Shuka đấy. Shuka. Đó, bây giờ chúng ta có từ shika. Có từ shika, shika là cái má đấy. Shika. Shika. Shika, nghe nào. Shika. Shika đấy. Đó. Thế vậy thì cái từ này đọc là shika đấy. Shika đọc là ika đấy. Shika. Shika. Đó, đâu nhỉ? Đây, shika đấy. Đó, phát âm là shika. Tạc. Shika. Không đọc là shika, đọc là shika đấy. Đó, đây là gì? Tại sao nó đọc shika? Bởi vì đó nó bị nhược hóa. Nó nhược hóa tức là nó đọc mềm, hoặc đọc yếu đi đấy. Đó. Tiếp theo chúng ta có từ gì nào? Shuotka. Shuotka, em nói nào. Shuotka. Shuotka. Shuotka là đây đấy. Đây là cái bàn chải này gọi là shuột cả đấy. Đó. Ta cột. Chúng ta có từ she. She. She, em nói là she. She. She, ok. She đó là món bắp cải, canh bắp cải chua đấy, gọi là she. Tạc. Chúng ta có từ borscht. Borscht. Cái âm sha này nó phát âm nó nhẹ hơn cái âm sờ này một chút đấy, âm sờ thường này đấy. Đó. Borscht. Borscht. Đó borscht là canh củ dền đấy, canh củ dền gọi là borscht. Chúng ta đọc lại từ nào. Shuka. Shuka. Shika.
Щека. Щетка. Щетка. Ши. Ши. Борщ. Борщ. А так, хорошо, đó là phụ âm ща, да? Bây giờ chúng ta sẽ có phụ âm ч. Phụ âm ч. À, ч. Chúng ta có từ ручка. 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 Ручка là cái bút đấy. Ручка. Ручка. À, vừa là cái tay cửa, nó cũng là cái ручка đấy. Cái tay cửa để mở cửa đấy. À, cái tay cửa tủ chẳng hạn cũng gọi là ручка đấy. À, những cái gì để chúng ta cầm nắm, chúng ta mở đồ vật ra gọi là ручка. Đọc nào. Ручка. Ручка. À, chúng ta có từ thứ hai. Учебник. Учебник. Учебник là à, sách giáo khoa đấy. Учебник. Учёный. Учёрный. 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 À, không phải чёрный mà учёрный. Учёрный. Нет. À, em nói là учёрный đấy. Em nói là учёрный. Учёрный. À, no. Учёрный. Да, да, да. Учёрный. Nào, nói nào. Учёрный. À, учёрный, đúng rồi đấy. À, thế còn em nói nhầm thành cái từ чёрный. Đấy. Чёрный là màu đen, đấy. À, đó, nó có cái từ чёрный, nhưng mà nó không có chữ U đằng trước, đấy. Đúng không nào, đấy. À, em hiểu chưa? Đã, đó là à, cái từ mà còn đọng lại trong em thôi đấy. À, đó, trước đây em đã biết rồi mà. Đấy, cho nên bây giờ em nhớ nói, em nói nó như vậy đấy. À, chúng ta sẽ nói đây là gì nào? Em nói từ này nào. Em nói từ đen nào. Чёрный. Чёрный. Учёрный. Учёрный. Да, учёрный. Đấy, ha, так, хорошо. Chúng ta có từ почта. Почта. Почта là bưu điện đấy. Почта. Đấy. Chúng ta có từ check. 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 Да, хорошо. À, chúng ta có từ check. 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 Check là cái à, cái hóa đơn đấy. Check. Check đấy. À, tiếp theo nào. Ученик. 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 Ученик là cậu học sinh đấy. Ученик. À, tiếp theo chúng ta có từ дача. 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 Дача là cái nhà vườn đấy. Nhà nghỉ, nhà nghỉ ở ngoài ô, hay là chúng ta còn gọi là cái nhà vườn đấy. Дача. Дача. Tá хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại toàn bộ đấy. À, так. À, đọc nào. Ручка. Ручка. Так, учебник. Учебник. Учёный. Учёный. Чёрный. Чёрный. Почта. Почта. Чек. Чек. Ученик. Ученик. Дача. Дача. À, вот. Thế như vậy là chúng ta hôm nay chúng ta đã học xong chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái rồi. Đấy. Đó. Thế còn hai cái dấu. Dấu cứng và dấu mềm. Đây là dấu mềm. À, đây là dấu cứng. Thì chúng ta bỏ qua luôn đấy. Bởi vì hai cái dấu này trên thực tế thì nó không phát âm. Thế cho nên là nó chỉ làm cái nhiệm vụ là gì? À, khi cái dấu mềm nó đứng vào ở bên cạnh phụ âm thì nó làm mềm hóa phụ âm. Đấy. À, ví dụ mát. Mát. Đấy. Плошат. Плошат. Đấy. Палима. Палима. Đấy. Đó. Khi chữ L đứng cạnh L mềm, nó làm cho mềm hóa. Thế còn cái dấu cứng thì nó làm cái gì? À, cái dấu cứng thì nó làm nó tách âm ra đấy. À, ví dụ chúng ta có từ at. Yes. Đấy. At. Đọc riêng ra. Yes. À, đây là một từ. À, nó sẽ tách cái từ này ra làm đôi. At. Yes. Đấy. Và khi đọc nhanh thì nó vẫn gần như là nó liền với nhau. Đấy. At. Yes. At. Yes. Đấy. Ab. Объявление, объявление, объявление. Đó. Thế vậy thì những cái này là không cần thiết đối với em, cho nên là đằng nào chúng ta khi phát âm chúng ta chỉ cần phát âm là xong đấy. Đó. Tác vụt. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp một cái phần nữa à, rất quan trọng ở trong tiếng Nga, đó là à, danh từ số ít và số nhiều đấy. Đó. À, em thấy rằng là cái dữ liệu là à, cho em học là nó hơi nhiều một chút đấy, cho nên chúng ta cố gắng. Nếu mà có cái gì đó mà em chưa theo kịp thì chúng ta chỉ cần xem lại video một lần, hai lần thì sẽ ok đấy. Так, хорошо. À, так. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, nghiên cứu xem danh từ trong tiếng Nga khi nó sang số nhiều nó sẽ có cái gì khác với danh từ số ít đấy. Đó. À, chúng ta nhìn thấy này, chúng ta có từ à, stol là số ít, là một cái bàn. Столы. Столы là nhiều cái bàn đấy. À, thế vậy thì chúng ta thấy đây là gì nào? À, danh từ ở đây khi sang số nhiều nó sẽ thêm ư đấy. À, danh từ sẽ thêm ư
Đó, à, chúng ta sẽ ghi gì nào? À, chúng ta sẽ ghi là cộng với ư. Đó, đó. À, đó là phần thứ nhất, nó là cộng với ư. À, thế là xong đấy. Đó. À, tạc stôn, sta lười. Bây giờ dạng danh từ thứ hai, đây là danh từ gì? Khi mà danh từ kết thúc bằng một phụ âm thì nó thêm ư. À, khi mà danh từ kết thúc bằng một dấu mềm thì cái dấu mềm này nó sẽ chuyển thành y đấy. À, đó, chúng ta sẽ viết như thế nào? Chúng ta sẽ viết là dấu mềm đấy sẽ chuyển thành là gì nào? Y. Y đấy. À, dấu mềm chuyển thành y. Đó. À, đó là cái cách biến đổi thứ hai. À, có loại danh từ khi mà danh từ giống đực khi mà kết thúc bằng một dấu mềm thì nó sẽ chuyển thành y. À, loại danh từ thứ ba của danh từ giống đực. À, cái loại danh từ thứ ba đó là loại danh từ mà kết thúc bằng một cái gọi là phụ âm y đấy. Nếu danh từ kết thúc bằng phụ âm y thì khi sang số nhiều nó sẽ chuyển thành nguyên âm y đấy. À, đó. Hay là chúng ta còn gọi là nếu mà y ngắn kết thúc bằng y ngắn thì khi sang số nhiều nó sẽ chuyển thành y dài đấy. Đó. À, vô tạc. À, đó là cái cách biến đổi của danh từ giống đực đấy. Đó. Thế nhưng mà danh từ giống đực thì lại vấn đề ở chỗ không phải danh từ nào nó cũng biến đổi như thế đấy. À, đại đa số chúng ta nhìn thấy ở đây. À, đại đa số nhìn thấy đây là theo biến đổi theo quy luật. À, chúng ta sẽ có gì nào? À, zoned sang số nhiều là gì? Đọc nào, em đọc nào. Dồn À, đó. Đáng ra đọc là dồn từ là đúng rồi đấy. Thế nhưng mà do là cái trọng âm của nó nhảy ra đằng sau, chúng ta sẽ đọc là dăn từ, dồn, dăn từ, dồn, dăn từ. Em nói là dăn từ. từ dân từ Đã, dồn, dăn từ đấy. Ra vột, em nói ra vột, sao vội có âm tờ đấy, ra vột, ra vột, sao vội ra vột đùi, ra vột sao đùi. vội đi Đã, most most master mastery master đấy. À, em thấy nhìn thấy trọng âm nó rơi ra đằng sau đấy. À, dồn dân tươi. À, đánh dấu trọng âm này, ra vột đùi vẫn giữ nguyên trọng âm này, most master nhảy ra đằng sau này. Gran, gran là cái, à, most có nghĩa là gì? Most là một cái cây cầu đấy, cây cầu chúng ta đi ngang sông ấy đấy. Most master đấy. Gran, gran là cái vòi nước đấy. Gran, granny, gran, granny à là những cái vòi nước đấy. Gran còn có nghĩa thứ hai nữa là cái cần cầu đấy, cần cầu. À, granny là những cái xe cần cầu đấy. Journal, à, chúng ta có danh từ journal là một quyển tạp chí đấy. Journal sang số nhiều, journal đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé. À, cùng nhau đọc nào. À, zoned, zoned nói nào. Gian tươi, gian tì ra vột, ra vột ra vột đi. ra vô tì Most most master master gran, gran granny granny journal, journal 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 đấy. Tạc. À, thế còn những đây là những cái danh từ mà nó biến đổi theo quy luật, có nghĩa là gì? Thêm ư vào đằng sau, đúng không? Đấy. Đó. Thế nhưng mà có những cái danh từ mà nó biến đổi không theo quy luật. À, những cái danh từ này thì nó không nhiều lắm đấy. Cho nên là chúng ta phải học học ấn luôn vào đầu là xong đấy. À, ví dụ brat. Vì nguyên tắc ra thì đáng ra phải thêm ư thành brat từ, đúng không nào? Thế. Nhưng mà nó không nói thế, nó nói brat chả. Đấy, brat chả nó thêm đuôi gì đấy? Ia đằng sau đấy, dấu mềm và ia đằng sau, đúng không nào? Đấy. Đó. Brat, brat chả, em đọc nào. Brat. Brat Brat chả. Brat Druk là người bạn. Druk, Druzia. Druk Druzia Stool là cái ghế. Stool là một cái ghế. Stulia. Stulia Stulia là nhiều cái ghế đấy. Sơn. Sơn Sơnavia. Sơnavia Đà, Sơn Sơn là cậu con trai. Sơnavia là các cậu con trai đấy. À, đó. Mush là ông chồng. Em nói nè. Mush. Mush Muja. Muja Muja là các ông chồng đấy. À, Mush, Muja đấy. Đó, thì đây là dạng gì nào? Đây là dạng danh từ biến đổi đặc biệt mà nó thêm dấu mềm và ia vào đằng sau đấy. Đó. Vậy thì khi chúng ta nói nhiều anh em trai, à, nói là tôi có nhiều anh em trai thì chúng ta không nói là brat tươi, chúng ta sẽ nói brat chả đấy. Tôi có nhiều người bạn. U nhá. Yes, Druzia, Druzia đấy. À, tôi có nhiều cái ghế. U mình nhá, Stulia đấy. À, tôi có nhiều đứa con trai.
у меня сыновья, да? А муж là người chồng, мужья, да? À, tiếp theo nào. À, đó là những cái danh từ nó biến đổi bằng cách là thêm dấu mềm vào ya. Bây giờ có loại danh từ mà biến đổi mà nó thêm a đằng sau thôi đấy. Đồm, nhiều ngôi nhà. Đam mà. Gorat. Đồm, đam mà. Đam mà, đấy. Gorat. 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 Garada. Garada. Да. Ребенок. Ребенок. Дети. Дети. Человек. Человек. Люди. Люди. Да? А, ребенок, дети, человек, люди. Да? А, да. А, ребенок là một em bé. Дети là nhiều em bé. Человек là một người. Люди là nhiều người. Да? À đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một tí nào. À đó, bây giờ chúng ta sẽ có những cái hình ảnh như thế này. À, thế đây là gì nào? Stoeta, thì giáo hỏi em. Stoeta, em nói. Это журнал. Да? Кто это? Đây là ai vậy? Кто это? Это дети. Да? Дети. А что это? Что это? Это словари. Словари. Да? Словари. Trọng âm rơi sang sau này đấy. À, trọng âm rơi sang đây đấy. Это словари, да? À, так. À, что это? Đây là cái gì? À, что это? Что это? Это дома, да? Что это? Это стулья, да? Стулья. Trọng âm rơi vào u đấy. Это стулья, да? À, đấy. Так, что это? Это столы. Это столы. À, trọng âm nó rơi đằng sau đấy. Nó rơi đằng sau đọc là столы, да? Это столы, да? À, đó. À, em nói lại nào, hỏi lại nào đấy. Hỏi lại em nhé, đấy. À, что это? Это журналы. Журналы. Кто это? Это дети. Это дети. Что это? Это словари. Это словари. Словари, да? А trọng âm rơi vào răng sau mà, đấy. À, trọng âm rơi răng sau thì ô này bị đọc thành ơ, đấy. À, словари, словари, đấy. À, đó. Ô này đọc thành ơ. À, bởi vì sao nó đứng xa trọng âm, nếu mà nó đứng ngay gần trọng âm thì đọc là a đấy. À, ví dụ từ đây đấy. À, đây là trọng âm rơi đằng sau cho nên là âm ô này bị đọc thành a đấy. Это дома. Что это? Em nói nè. Что это? Это дома. Это дома. Ô này đọc thành a đấy. Это дома đấy. À, что это? Это стулья đấy. À, что это? Это столы. Это столы. À, ô này đứng trước trọng âm bị đọc thành a đấy. Это столы đấy. Em đọc nào. Это столы. Это столы. Да, это столы. Ну вот так вот, очень хорошо. À, thế như vậy hôm nay chúng ta học hơi nhiều hơn một chút đấy. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã học là gì nào? Đó là danh từ giống đực ở số nhiều đấy. À, đến giờ sau chúng ta sẽ học danh từ giống cái, danh từ giống chung ở số nhiều như thế nào đấy. Да, хорошо. Thì cảm ơn em và chúc em nghỉ ngơi vui vẻ nhé. До свидания, пока. До свидания.